sơ cua này, sơ cua chưa hạ luôn mọi người nhá. Mọi người nhìn keo chỉ nè, mọi người nhìn cái đường đường chỉ nè, chưa hạ luôn nha. Chọn chúng ta là camera hành trình trên đây luôn, đã phải tốn tiền chúng ta đổ lên camera hành trình mới. Quý anh chị và bạn thân mến, hôm nay Tuấn về cho mọi người một em Mazda CX-5 phiên bản 2.5 Premium 2019 mọi người nhé. Em này được hỗ trợ chúng ta là màu đen, một màu đen vô cùng là thể thao và huyền bí luôn. Chúng ta cùng nhau đi sơ qua một vòng ngoại thất của em Mazda CX-5 này mọi người nhé. Em này chúng được hỗ trợ chúng ta là camera 360 nè mọi người. Đó, mặt logo rất quen thuộc và la răng rất là đẹp của dòng Mazda. Cảm biến phía trước có luôn. Rồi chúng ta đi qua bên phía hông. Mọi người nhìn qua cái giải ba đầu sóc nè, vô cùng là liền lạc luôn, rất là liền lạc. Đó. Lớp này thì là mâm 19 inch và dash là 2021, chủ cũng đã vừa thay cho chúng ta bộ lốp rất là mới và vừa sâu của Michelin, rất là dày mọi người nhé, rất là sâu. Đó. Nên mọi người đảm bảo an toàn cho mọi người, hỗ trợ chúng ta cả camera cặp lề là 360 luôn á, trong một bộ camera 360 luôn. Và cảm biến là phần này là cái phần hỗ trợ cảm biến điểm mù, và cameraman qua bên đây nè, hỗ trợ cảm biến điểm mù ở trên gương luôn, có tích hợp trên gương cho mọi người luôn. Đây, nó nằm ở đây. Đó. Rồi. Ok, chúng ta hãy cùng nhau vào phần nội thất bên trong của em Mazda CX-5 này. Về Mazda CX-5 này thì em này được hỗ trợ ngoại thất màu đen và nội thất sẽ là màu kem vô cùng là đẹp. Mọi người nhìn thử nè, kem nè, màu da rất là đẹp luôn. Được chủ bọc cho chúng ta những cái núm xoay, núm đề nổi star top, đề bọc kim cương cả. Cái này chúng ta có thể tháo ra nếu mà chúng ta không thích mọi người nhá. Hỗ trợ auto hold nè. Rồi auto hold, phanh tay điện tử. Idling stop là chế độ quen thuộc rồi. Màn hình này là màn hình của được chủ độ lên mọi người nhá. Chúng ta có thể vừa sử dụng màn hình chính của Mazda và chúng ta có thể vừa sử dụng màn hình Android luôn. Cốp điện nha mọi người. Em này ô tô đi được khoảng 92.000 km rồi. Có hỗ trợ cửa sổ trời cho chúng ta luôn. Cửa sổ trời ở đây. Loa này là hệ thống loa bu, có hỗ trợ tích hợp thêm loa xích luôn mọi người ạ. Chế độ dashboard nè. Vô lăng còn rất là dày, rất là mới luôn. Mọi người nhìn cái cùi số nè, rất là đẹp nha mọi người nhé, rất là mới. Đó. Cúp điện nha. Rồi, ok, chúng ta cùng nhau xuống phía sau nè. Có hỗ trợ chúng ta là nhớ ghế hai vị trí mọi người nha. Rồi. Đây là khoang hành khách phía sau. Rất là rộng rãi luôn và ghế da còn rất là mới, có hỗ trợ cửa gió điều hòa phía sau luôn mọi người nè. Đây nè, cửa gió điều hòa phía sau. Trần rất là cao. Cái này anh chị nào mà cao trên khoảng 1m75, 1m8 thì ngồi vẫn thoải mái, không bị đụng đầu nha. Rất là đẹp luôn. Đây là cái bệ tì tay luôn mọi người. Đây là hạ xuống nè. Một chiếc Mazda hỗ trợ chúng ta cốp điện bản 2.5 Premium, có hỗ trợ cửa sổ trời. Sơ cua này, sơ cua chưa hạ luôn mọi người nhé. Mọi người nhìn keo chỉ nè, mọi người nhìn cái đường chỉ nè, chưa hạ luôn nha. Hỗ trợ chúng ta âm thanh Lamos. Đó. Cốp này cốp điện nè. Rồi. Tắt đi. Rất là rộng rãi cốp điện luôn. Rồi. Và cuối cùng là anh chị nào ở khu vực phía Nam quan tâm em Mazda CX-5 bản 2.5 Premium 2019 màu đen thì hãy liên hệ ngay với Tuấn có số điện thoại là 0362 579 689 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.